Mình là bác Việt thì thời gian qua mình cũng khá là bận trong những cái công việc về từ thiện, cho nên hôm ra hôm nay mình đã rảnh rồi thì mình sẽ cố gắng gửi hàng các bạn sớm nhất. Thì nếu các bạn nào thực sự muốn ủng hộ các em thì hãy nhấn vào link ở dưới, mình có để một phần link ở dưới đầu tiên luôn là ủng hộ tôi, các bạn hãy kích vào và ủng hộ cho mình nha. Thì không nhất thiết là phải nhiều đâu, cứ 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn cũng được. Mình sẽ số tiền mình đấu giá vừa rồi thì mình đã dùng để ủng hộ mua sách vở cho các em rồi. Thì ok, hôm nay tiếp tục mình sẽ tiếp tục những clip để phục vụ cho các bạn. Thì thời gian này vừa qua thì các bạn hỏi khá là nhiều về rết và bọ cạp. Thì hôm nay mình đã làm một cái clip về rết lúc hồi nãy rồi. Thì tranh thủ mà làm thêm một cái về bọ cạp. Chúng ta không có gì hết thì mình sẽ lấy con bò cạp ra. Thì hồi lúc mình đi ở trong trong làng á thì có một cậu nhóc bắt cho mình được một con rết, thì mình sẽ cho các bạn xem. Ok, thì mình các bạn sẽ đợi mình một xíu nhé. Mình sẽ bắt mình sẽ lấy cái thùng to để mình bỏ con rết vô và cho các bạn xem, chứ để cái hộp này nó chạy á. Ok, đợi một xíu nha. Ok, mình nó quay trở lại và mình đã lấy được cái thùng rồi. Thì nói chung dạo này mua cái thùng mấy cái thùng này tốn tiền quá, thì cũng phải mua để làm clip cũng như là phục vụ cho cá nhân. Thì ok, mình sẽ bỏ con rết ra thì để tránh tình trạng là nó sảy bạn hiểu không. Với lại thứ hai nữa là con này nó bị lỗi cái đuôi rồi, phần đuôi á. Thì tại hôm qua thằng cu này nó bắt á, cậu nhóc trong làng bắt cho mình á, nó kêu là nó sợ quá cho nên nó lấy cây nó đè. Thì bạn có thấy nè, phần đuôi nè đấy, nó đã bị lỗi một xíu rồi nhưng không sao. Thì con này khá là to, không không dám đo, sợ sợ lắm. Nói chung là con rết đó bạn nhớ nha, nó rất là nhanh, nó nhanh hơn cả nhện nữa, cho nên á chúng ta đừng có mà giỡn. Từ từ để mình kiếm cái gì mình so sánh thôi. Cái nhíp này khoảng 15 nè, thì con này nó khoảng tầm mẹ bạn nằm dẻo le rồi ba. Thì con này nó khoảng tầm 15 ấy, nó khoảng tầm 20 ấy bạn nhỉ. Thì mình nghĩ là như vậy. Ủa không biết là đo đo từ đâu ta, đo từ đây hay là đo từ đây. Thì ok, mình sẽ nói chung là hơn hơn một gang, là hơn 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 20 cm đi, hơn một gang đấy. Thì mình nghĩ là như vậy. Ok, nói chung là nó đang thư giãn, nó đang vuốt râu, là nó đang thư giãn á, giống như là chúng ta ấy chân ấy đồ á. Thì mình sẽ để cái nắp này. Ok, đừng cắn tao ngang. Đấy thì nó bằng cái nắp này thì nó khoảng chắc 20 các bạn nha. Phải không ta? Khi mất công tính sai các bạn chửi cho nữa. Ừ thì mình nghĩ nó hơn cái nắp này một xíu. Thì mình nghĩ là chắc nó 20, nó khoảng là 20. Ủa nói chung là thế này đi. Thường thường thì họ thường lấy một cái hột quẹt để họ kiểm chứng, nhưng mà mình không có hột quẹt. Hình như có nhưng mà không biết mình để ở đâu rồi. Thì mình sẽ cho các bạn xem kích thước của nó. Ok, để mình một xíu nhé. Ok, mình đã có cái hột quẹt rồi. Thường thường mình thấy các bạn hay chụp bằng cái hột quẹt nè. Đấy. Bạn thấy sao? Con này có to không ạ? À? Không biết là màu này có đẹp đối với các bạn không, chứ mình thấy là nó con này sắp lột rồi. Ok, mình sẽ lấy xuống cho các bạn xem. Khá là dơ, tại vì nói chung là mình cũng mới lấy ở rừng về thôi mà cái màu của nó cũng ngộ hề, sao nó tối thui vậy ta. Chân thì đỏ đấy nhưng mà cái người của nó sao nó sậm xịt ra, nó đen thui à, không giống như những con đợt trước của mình lấy. Ok, nhưng không sao, nói chung là nó bị hư cái phần đuôi này thì chúng ta có thể rồi sao ta, từ từ lấy cái quẹt ra, chói quá. Thì chúng ta có thể dưỡng lại bình thường không sao cả. Và mình cũng xin nói tay luôn, thì con rết này á là một cậu cậu nhóc ở trong làng cho mình, thì rất rất là dễ thương. Đi chơi thấy con được con rết đã chặt cái ống tre, các bạn có thấy nè, chặt cái ống tre. Ống tre này rất dài thật sự ha, nhưng mà để con rết trong ống này thật sự nó rất là dài. Thì đã chặt cái ống tre và bắt con rết này cho mình, biết mình vô làng, tại vì biết thường thường là mình sẽ vô làng cho nên bắt và cho mình. Cảm thấy rất là vui, rất là cảm động. Thì ở những người trong đó đúng là họ cần tiền, nhưng các bạn nên nhớ thế này, tiền bạc á đôi lúc nó cũng rất là quan trọng cho cuộc, đúng là rất là quan trọng trong sống, nhưng nếu chúng ta sống mà không có tình á thì
tiền bạc nó chẳng có là gì đâu. Thì đôi lúc á, mình vô trong đó có nhiều nhiều lần mình lấy hàng á, họ bắt được những con rất là đẹp thật sự luôn, những con red blue nó rất là đẹp luôn. Mình cũng nói thẳng giá là như vậy, nhưng họ nói là thôi cứ cầm về chơi nuôi đi chứ không có lấy tiền. Thì nói chung là một phần cũng mừng nhưng một phần cũng ngại, tại vì sao họ đã bỏ công ra đi nhưng mà họ không lấy tiền thì cũng kỳ. Cho nên á, nhiều khi các bạn nghĩ được, các bạn không nghĩ được trong đầu là cuộc sống như thế nào đâu, thì nó mới về cho nên nó còn khá là gọi là sao ta, thụ động. Khi mà khoảng nó nghỉ ngơi được một khoảng 1-2 ngày sau á thì bắt đầu nó sẽ khỏe lên. Thì clip tiếp theo mình lại set up tiếp về con rết này cho các bạn nha. Thì mình sẽ dưỡng nó trong đó. Bây giờ mình hiện tại mình có một thùng rết nè, một thùng để nuôi đã có con rết trong đó, một thùng là bò cạp, và đây là một cái thùng hôm qua mình mua để đựng sách vở. Thì là tiếp tục thôi, tiếp tục phải có những công việc, những clip này set tiếp cho các bạn, và mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nào để set nhất là phù hợp cho bò cạp nè, cách nào set cho phù hợp cho rết nè. Tại vì bạn biết sao, các bạn bò cạp chúng ta nên không nên để những cây xanh, tại vì nó không có đúng với bò cạp. Bò cạp thì đá nè, rết này cũng vậy, rết các bạn có thể dùng đá nè, mảnh xanh nè, hay những cái gì đó và chúng ta set thì nó rất là đẹp. Có nhiều kiểu lắm, mình sẽ hướng dẫn các bạn nhiều kiểu. Hồi trước là mình đã set theo kiểu là cây cối, thì bây giờ mình sẽ set cho bạn theo kiểu giống như là rừng chết đi, dạng dạng như vậy. Ok, thì clip mình sẽ kết thúc tại đây. Và mình cũng nói luôn, hiện tại mình đang có một cuộc đấu giá một con nhện cây ở trong trang web eShop. Thì các bạn có muốn trang thì bạn hãy bấm vô cái mũi tên bên góc phải, có một tên, mũi tên bạn bấm cho nó sẽ hiện một đống phần link luôn. Đó là cả link Facebook của mình nè, link shop nè, link các bạn có thể ủng hộ cho các em, link của các bạn. Bạn nói về cái việc ủng hộ á, các bạn ví dụ các bạn không thể gửi thẻ hay cái gì đó, thì các bạn có thể vào phần donate, phần link đó mà các bạn gửi thẻ qua cho mình, thì nó sẽ hiện ngay cả số tiền mà mình nhận được. Thì đó là clip mình sẽ làm đây, và các bạn lưu ý, các bạn hãy giúp mình like trang, đăng ký và cũng như là chia sẻ video này nha. Thật sự mình muốn rất là nhiều bạn biết về cái những con vật đẹp đẽ này. Thật sự đúng là nó gớm ghiếc đối với một số bạn, nhưng nó là những thứ rất là đẹp đối với chúng ta. Ok, xin chào các bạn, chúc các bạn có một mùa hè thật là vui vẻ, và mình là Best Việt.